điểm à? 18 cháu. Tin buồn. 21 52 ai điểm thì đấy ta nhớ không nhầm. Còn với A của nó là lấy hình như là 24 người là ai điểm. Ai thứ nhiều điểm hơn. Ừ. Là cái điểm được phân à? Nhưng mà khẩu cái là thằng trung học An Ninh ấy nó lấy 20 điểm. Đấy. Nó lấy 20 điểm trung học An Ninh. Trong khi đấy cảnh sát là năm ngoái là ở như ở dưới Hải Phòng là nó lấy là 14 điểm. Là đủ số lượng. Nó lấy đến 14 điểm. Trong khi đấy An Ninh lấy đến 20 18 điểm mà chưa mà bất thừa. Đấy có đứa 19 điểm mà coi như là tôi nhớ năm ngoái là nó lấy 20 điểm mà có đứa 19 điểm mà phải can thiệp của giám đốc xin chuyển sang cảnh sát. Vậy không đọc. Không được. Chuyển sang cảnh sát. Chuyển sang cảnh sát. Thì chính là mà cái cảnh sát.